Sáng nay tại khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi công tổ hợp các dự án với tổng vốn đầu tư 2.650 tỷ đồng. Đến dự có Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Theo đó, FPT đã khởi công dự án tòa nhà FPT Complex Đà Nẵng giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, dự án trung tâm dữ liệu Data Center tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, dự án trường đại học FPT Đà Nẵng giai đoạn 2 tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, cùng các dự án khác như tòa nhà chung cư FPT Plaza 3, quảng trường và công viên trung tâm với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Dự kiến trong 2 năm tới khi các dự án này hoàn thành sẽ đủ chỗ cho 10.000 kỹ sư công nghệ thông tin làm việc, đủ chỗ để tiếp nhận 5.000 sinh viên đại học và học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, tạo môi trường làm việc hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo chiều sâu, tạo không gian sống văn minh sinh thái cho cư dân sinh sống trong khu đô thị FPT Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chúc mừng tập đoàn FPT và hy vọng việc triển khai tổ hợp các dự án tại khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, sớm đưa vào khai thác. Hy vọng các dự án sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần vào sự phát triển của quận Ngũ Hành Sơn và thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.